Em là cái bóng của anh. Phạm phải những sai lầm anh mắc phải. Nếu tôi là cái bóng của anh, vậy thì tôi phải xóa sổ anh để thành người thật. Đúng vậy. Đó là lý do em phải dừng lại tại đây. Tại sao em chỉ kế thừa sai lầm của anh? Em có tài năng để tỏa sáng hơn anh. Anh còn nói nữa sao? Anh chỉ biết dạy đời tôi. Nói nghĩa vụ cao quý, những người tài năng luôn phải hy sinh, rằng đó là danh dự thực sự. Đúng vậy, danh dự là gì chứ? Bị người khác lợi dụng và làm bị thương, tôi chẳng thấy nó có gì vui cả. Michizane, này anh hai, anh là người tài năng hơn bất cứ ai, vậy thì cuối cùng hãy hy sinh vì tôi đi. Đó là nhiệm vụ của anh đúng không? Michizane, em không sao chứ? Cảm ơn anh. Anh Takatora ngoan lắm. Michizane, đây là những gì em muốn sao?